chị là giống. Mọi người nghe đang trên đường ra sân bay và mới kéo được cái vali ra khỏi nhà được 5 phút thì trời ơi, sau 3 năm cuối cùng cái vali của tôi nó cũng đã đình công rồi, mà ngay trước chuyến đi nữa chứ, ác thiệt. Anh giới thiệu bạn đồng hành trong chuyến đi lần này. Ta-da. Khu vực mà ai cũng yêu thích. Nó đi ra từ mấy bức tranh con cá. Tô màu cho tranh. Nothing compares to this. Nothing ever will compare to this. You and I making fire. I can take ya. I can make it better, baby. Running away every day, feeling the same in a different way. You and I making fire. I can take ya. Đủ ba bánh nhưng hơi nghiêng ngả xíu. Mưa bước xuống thôi mà đã mưa lâm râm rồi. Trời ơi, trời ơi. Mong là 6 ngày ở đây sẽ có một tí nắng. Rồi mình có đặt xe vào app Bolt. App này giống như kiểu Uber vậy á. Trời lạnh quá, vô trong đợi xe. Hình như nếu như mọi người không book xe thì có thể mua vé xe buýt ở đây nè. À, chị em đang phụ cô nấu ăn. À, Gâu chưa nói cho mọi người là đầu tiên ngang qua đây thì ngang sẽ ở nhà cô của Vân. Thì là rau nhà cô dâu. Được chưa? Đấy, sau bao ngày được đi làm, bây giờ về nhà được nhờ. So this is the pumpkin made by Almin. And this is the big pumpkin made by me. I built the fence and the gate already. Are you gonna put this in your garden? Yes, thank you. Chào buổi sáng mọi người. Bây giờ đang rất là lạnh luôn. Nghe với lại Vân nghĩ là hôm nay trời nắng thì sẽ ấm á. Nhưng mà nắng như này mọi người mà có 10 độ thôi. Hai chị em đi ra mà gió nó thổi đó, vô bóng râm là kiểu teo hết luôn, có gì là teo hết. Giờ tụi mình sẽ đi vô trung tâm, đi dạo phố cổ cả ngày. Chưa có ý định là đi đâu cả mà cứ vô phố cổ vậy thôi. Đi nãy giờ thì nghe thấy họ có quy hoạch đường xá rất là ok luôn. Mặc dù nó hơi ngoằn ngoèo phức tạp ấy. Nhưng mà đây, bên thì xe đạp, bên thì người đi bộ rõ ràng, sạch sẽ nữa. Trời ơi mọi người ơi, xe mình đi lên bên. Vâng, năm mới. Đây là vé một lượt của mọi người, đơn giản thôi. Hay là nhét vô đâu? Tại đây không phải là vé điện tử, cho nên là phải đưa vô cái booth đó cho cái ông ở trong cái booth ổng mở ra cho tụi mình. Trời ơi, sáng sớm mà đã đi cái cầu thang muốn xỉu. Ở Stockholm thì những cái kiểu như cái trạm metro cũng là một cái địa điểm tham quan rất là nổi. Nhìn nó thiết kế giống như là hang động đúng không? Metro đây không đeo khẩu trang luôn. Hai chị em mình đeo là giống như dân du lịch rồi. Thang cuốn ở đây chạy rất nhanh mà cái thang nhà nó cũng dài hết lắm mọi người. Kiểu nhìn
thấy mà wow, mind blow, trời nó đẹp thực sự luôn á. Life right now is a movie. Yeah, wish the soundtrack was groovy. Too bad I'm frustrated, I'm moody. Just need a happy ever after. Cause this was kinda fun when it all started going down. Walking around in PJs, nap on the couch, watching TV all day and spending time inside the house. Ở Geneva quá mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi bên kia, qua phía cây cầu này nè. Xong rồi đi dọc để qua cái chỗ đó. Cái đó là một cái bán đảo nhỏ ở giữa dòng sông. Thì nó tên là Gamlastan, có nghĩa là Old Town. Không biết đây là cái gì nhưng mà có vẻ là lăng mộ của ai đó. Nhìn như là tượng Phật ở Thái Lan ấy. Mấy con đường ở trong phố cổ đây nhìn rất là giống mấy con đường ở Nice. Nó màu mè xinh xinh và nó nhỏ nhỏ. Hôm qua Nga có hỏi cô Trang xem là ở đây thì souvenir gì á, thì cô kêu là có mấy cái handmade như kiểu là con ngựa này nè, là đặc trưng của Thụy Điển. Nhưng mà có vẻ là nó sẽ rất là mắc tại vì nó handmade và người ta sơn, người ta khắc bằng tay hết đấy. Để vô xem. Con này to quá nè. Này không biết là mình tự sơn hay là người ta sơn cho mình nữa. Đây, The Dala House. Nga hiếm khi mua souvenir lắm á mọi người. Nhưng mà ở đây kiểu người ta làm authentic, người ta làm bằng tay ấy. Mà cô bán shop cũng xinh nữa cho nên là Nga mua ba cái đồ lắc ly. Mọi người, cái nhà này xinh xuất sắc luôn. Nè, trời ơi, xuống này thấy quảng cáo trên YouTube với Facebook. Walking đang sao? Đi vô mà nhảy ra nha. Walking nè. Mọi người ở đây á, có vẻ khá là hiền từ. Đến mức độ mà mấy con sư tử, mấy con báo này nó cũng hiền, nó cũng đùa. Đây là con đường Stockholm Narrowest Street, con đường hẹp nhất của Stockholm. Đâu có gì đâu, tưởng gì đi vô coi, đâu có gì đâu, cũng graffiti này nọ. Cái cầu thang này hơi bị dốc. Đường này hẹp thiệt, đi được có một người thôi. Hôm qua nó có tìm hiểu thì có biết tới cái Stockholm Ghost Walk này nè. Mọi người xem, nói chung là cô cũng có nhiều cái kiểu walking tour nhưng nghe chưa bao giờ gặp một cái gọi là ghost walk ở đâu cả. Nhìn cũng hấp dẫn. Thấy quay phim quảng cáo đi ban đêm luôn á. Tụi mình tới Gamlastan ở đây. Đây là Old Town Square phía trước mặt. Sẽ đi ăn ở đây đây, tại vì đi tìm meatball khắp nơi thì thấy giá cả nó cũng cao ấy, mà chỗ này là ngay trung tâm và là một trong những cái tòa nhà lịch sử luôn, cho nên là vô. Nãy Vân mua được cái móc khóa này, xin chào mọi người, có cái này chơi cây thông nữa nè. Sắp Noel rồi. Trên đây Nga sẽ ăn cái món rất là truyền thống của Thụy Điển, chính là meatball, thịt viên và có cả cá hồi nữa. Trong meatball có cái mức gì đây? Mình cũng ngon ngon. Bon appétit. Thôi đi ăn ở đây cũng gặp ông hết á.
cái khoai tây nghiền này ăn với lại cái mứt này ngon khủng khiếp. Ý là nó không chỉ là meatball thôi nhưng mà nó rất là dai, ăn rất là dai, sốt của nó rất ngon, ngon. Không biết nữa. Thực ra có nhiều người cũng không có thích cái món này của Thụy Điển á, nhưng mà ăn ngon. Nghe mấy thử con cá hồi của Vân cũng rất là ngon, có cái sốt và có trứng cá. Nhưng mà quán này ngon mọi người ơi. Thực ra hồi nãy hai chị em vô đây xong coi menu á, có cái bảng bên ngoài đây nè, giá của nó thấp hơn ở trong cái menu chính, menu giấy. Xong tụi Nga cũng thắc mắc á, thì cái chị ấy nói là kiểu mỗi tuần đó, họ sẽ có những cái món lấy từ trong menu chính ra để làm special dish của week, của tuần. Thì những cái món đó sẽ có giá thấp hơn trong menu chính đó. Hôm nay hai cái món truyền thống của Thụy Điển mà thấp hơn menu chính. Trong menu chính là 22, tính là 22 euro ấy. Còn bây giờ tầm 15 euro thôi, đáng đồng tiền. Tụi Nga đi vô thử một cái thrift store. Mấy bạn mà thích chơi mấy trò mini qua đây chắc mê lắm. Cái ghế này đẹp ghê. Cái sách này. You could fly a kite with our shoes off, bust on the boombox, weather never too hot. Little breeze is all I need, and off to the races. Watch it fly like a spaceship. You're taking me places starry eyed. Chiều hôm đó khi đang đi dạo thì Nga và Vân có gặp một bác người Thụy Điển rất là dễ thương. Bác đã nghỉ hưu được vài năm rồi cho nên bác thường giết thời gian bằng cách đi chụp ảnh xung quanh Stockholm và nói chuyện với khách du lịch ở đây. Chỉ trong một hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi mà bác đã dắt Nga và Vân đi vòng quanh cái Gamla Stan này, giải thích rất là nhiều câu chuyện hay ho. Ví dụ như là tại sao nhà cửa ở đây lại được sơn bằng những màu rực rỡ, nhất là màu vàng. Và câu chuyện đằng sau những bức tượng sư tử ngố tàu này là gì. Bác còn dẫn Nga và Vân đến xem bức tượng nhỏ nhất ở Stockholm nữa. Giống rùa ở Việt Nam. Sau đó bác còn chỉ cho Nga và Vân những thứ mà chắc tụi mình đi ngang qua cũng không để ý nó là cái gì luôn á. Ví dụ như là viên đá ngay chỗ góc tường này là vết tích kiểu Viking nè. Đây là một chiếc bút điện thoại cổ hiếm hoi còn sót lại ở Stockholm. Và bác còn giải thích cách đặt tên đường rất là thú vị ở đây nữa. Bác còn dẫn tụi Nga đến tham quan tượng Thánh George phiên bản gốc làm bằng gỗ trong nhà thờ Stockholm. Đây là bức tượng khắc họa hình ảnh Thánh George đang chuẩn bị giơ một đòn chí mạng và một con rồng phía dưới, tượng trưng cho chiến thắng của Thụy Điển đối với Đan Mạch trong trận chiến Runkerbus hồi thế kỷ thứ 15. Cái này là Royal Family ngồi để đi lễ nè. Hai bên những chỗ ngồi VIP trong nhà thờ. Khi tụi mình vào thì dàn nhạc giao hưởng của nhà thờ đang là tập luyện. Bình thường nếu mà muốn nghe cái này là phải tốn tiền vé đó. Cảm giác sóng lớn kìa. Fly a kite with our shoes off, bus on the boombox, weather never too. Sau khi dạo hết một vòng phố cổ rồi thì tụi mình di chuyển qua một cái khu nó hiện đại hơn, có nhiều trung tâm mua sắm hơn để xem ở đây có gì hay ho. Nga phải công nhận một điều là ở đây đường xá rất là sạch sẽ và thoáng đãng. Hai chị em của Nga đang định đi vô mũi trung tâm mua sắm mà có cái Muji á, mà mới lên tới tầng 2 á đã thấy kiểu có rất nhiều đồ gia dụng đẹp. Trời ơi, cần gì Muji, cần gì IKEA, chỉ cần đi linh tinh vậy thôi là thấy đẹp rồi. Thế đó mà. Oh, lông gì vậy? Ostrich, lông đà điểu. Thôi thích quá. Phải lông thật. Nga và Vân sẽ đến tiệm Cô Trang để uống cà phê bạc xỉu Việt Nam. Thế là mọi người có đến Stockholm thì nhớ đến cái quán này để ủng hộ Cô Trang của Vân nha. Bye bye. Tạm chưa, tạm chưa.
trà sữa, hương vị quê hương, kiểu trà sữa của học sinh sinh viên Việt Nam á. Rồi cái phở này mùi thơm lắm mọi người, mà giá cũng rẻ nữa. Hành động đầu tiên đó chính là up story cúng Insta xong xuôi. Sau khi đã ấm cái bụng rồi thì tụi mình lại tiếp tục đi ra ngoài dạo ngắm hoàng hôn ở Stockholm. Nga là một người rất là mê ngắm hoàng hôn luôn á. Và Nga nhận ra một điều là ở bất kỳ nơi đâu mà có hồ, có sông hay có biển nè, thì hoàng hôn nó rất là yên bình kiểu gì á. Mặt trăng ở đây rất là to, mặc dù nó chỉ là một nửa thôi. Vân tưởng tượng đi, cái trang trí deco của cái gia này giống cái gì? Bóng rổ. Bóng rổ hả? Cam cam trắng trắng. Tiên đoán của chị là giống cá hồi. Giống miếng cá hồi mà. Màu cá hồi, gân mỡ cá hồi. Nó mà tâm hồn ăn uống. Mọi người công nhận không? Giống miếng cá hồi với gân mỡ cá hồi không? Đây là một cái tô nhân gì ta, nhân chả giòn vô cùng vĩ đại. Em nghe được ăn cá hồi Thụy Điển và chả giòn Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video này và hẹn gặp lại mọi người trong video Stockholm số 2 nha. Bye bye. First Avenue, that's when I do.